Xin chào các bạn nhỏ đã trở lại với kênh Super Kids Shop. Thì hôm nay Shop lại cùng với các bạn nhỏ sáng tạo một đoàn tàu gồm có một đầu tàu và ba toa tàu. Thì để làm mô hình này, Shop đã sử dụng các phụ kiện từ bộ đồ chơi, các hình ghép ống nước và những cái bánh xe. Như các video trước thì Shop đã sáng tạo từ những cái phụ kiện của bộ đồ chơi này rất là nhiều mô hình rồi. Thì nếu các bạn nhỏ đã theo dõi thì cũng đã biết. Còn nếu các bạn nhỏ mới lần đầu xem thì các bạn nhỏ hãy tìm mua phụ kiện những cái bộ đồ chơi này ở trên các website hoặc là các cửa hàng bán đồ chơi. Thì một bộ đồ chơi thì gồm có 96 chi tiết, thì nó gồm các hình như dấu cộng này, chữ V này hoặc là những cái nối thẳng. Thì các catalog hướng dẫn của nhà máy họ đã thể hiện rất là chi tiết. Thì để làm được mô hình này, Shop đã phải sử dụng từ 2 đến 3 bộ đồ chơi. Thì nếu các bạn nhỏ có điều kiện thì hãy mua khoảng 3 bộ đồ chơi thì chúng ta sẽ chơi được nhiều mô hình hơn. Còn các bạn nhỏ không có thì hãy cùng xem và hãy theo dõi các video sáng tạo từ những bộ đồ chơi này của Shop để hiểu biết thêm về những cái mô hình và cách thức để mình sáng tạo ra các mô hình trong cuộc sống thường ngày. Thì để làm được mô hình này thì Shop đã chia thành 4 phần. Đấy, phần thứ nhất là gồm cái đầu tàu hỏa và 3 phần tiếp theo là 3 cái khoang của tàu, 3 khoang đó giống nhau. Bước đầu tiên thì Shop sẽ lắp cái đầu tàu. Thì các phụ kiện nếu các bạn nhỏ có thì hãy chuẩn bị cùng Shop như sau. Đây là phụ kiện của đầu tàu, thì gồm có 2 cái bánh xe cỡ lớn. Đấy, 2 cái bánh xe cỡ lớn này và các nối hình chữ V thì gồm có 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cái nối chữ V. Và tiếp theo là nối một đầu to, một đầu nhỏ, gồm có 1, 2, 3, 4 cái. Đấy. Và tiếp theo là cái trục bánh xe, thì có 2 bánh thì gồm có 2 trục rồi. Và tiếp theo là nối chữ T thì chúng ta cần là 2 cái, 1 và 2. Đấy. Và tiếp theo cuối cùng là cái dấu cộng, gồm có 1, 2, 3, 4 và 5 cái. Đấy, đấy là toàn bộ phụ kiện của chiếc đầu tàu. Thì bây giờ Shop sẽ thực hiện lắp chiếc đầu tàu. Thì mời các bạn nhỏ cùng Shop theo dõi. Đây, trước tiên chúng ta sẽ cho trục vào bánh xe. Đấy. Thì các bạn nhỏ theo dõi kỹ, cùng Shop sẽ lắp ráp thành công. Bộ đồ chơi này Shop đánh giá là rất là bổ ích vì nó sẽ thỏa với sức sáng tạo của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ cho dấu cộng vào này. Đấy. Tiếp theo nữa sẽ là một dấu cộng nữa. Đó, chúng ta sẽ cho chữ V nối góc lên. Đấy. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ nối một chữ T, 2 chữ T với một dấu cộng. Đấy. Và chúng ta sẽ nối vào đây. Đấy. Song song với cái trục ở dưới. Và chúng ta sẽ lắp chữ V vào đây. Đây, màu sắc thì các bạn nhỏ tùy ý chọn nhé. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ nối thẳng lên hai bên. Giờ phía sau này chúng ta sẽ lắp dấu cộng. Đấy. Mình tạo kiểu cách một chút thôi. Sau đó chúng ta sẽ làm cái khung phía trên. Đây, chụp này.
Vậy là chúng ta đã hoàn thiện cái đầu kéo đầu tàu rồi. Đấy. Để ra đây. Và tiếp theo chúng ta sẽ lắp ba cái khoang lái. Thì các khoang lái này thì phụ kiện nó giống nhau. Thì bao gồm như sau. Bánh xe cũng hai cái. Trục bánh xe hai cái. Đấy, thì các bạn nhỏ có thể làm lấy giấy bút ra ghi để cho nhớ các chi tiết để chọn cho chính xác. Đấy. Dấu cộng này. Dấu cộng ba cái. Và đến chữ V. Chữ V của chúng ta sẽ gồm có 2 4 5 6 7 cái chữ V nhá. 8 cái chữ V. Và tiếp theo là cái nối thẳng hai đầu nhỏ này thì cùng hai cái. Và cuối cùng là cái nối thẳng một đầu to và một đầu nhỏ. Thì chúng ta sẽ cần 4 cái. Và bây giờ shop sẽ lắp ráp cái toa tàu đầu tiên. Còn các toa tiếp theo lắp tương tự. Đây, đầu tiên chúng ta cũng lắp cái trục bánh xe trước. Toa này thì lắp đơn giản hơn cái đầu tàu một chút. Đấy, ta cũng sử dụng hai đầu cộng ở phía dưới. Đầu cộng này thì chờ đầu nối khớp với đầu tàu. Đây mình lại là ba cái dấu cộng ở đây. Đấy. Bước tiếp theo chúng ta sẽ lắp cái khung của nó. Đây, bây giờ chúng ta sẽ nối chúng lại với nhau. Đấy, như vậy là chúng ta đã hoàn thiện cái mô hình của cái toa tàu đầu tiên. Và hai cái toa còn lại sẽ lắp tương tự đi như này. Đấy, các bạn nhỏ có thể quan sát. Đấy, rất là dễ. Rồi chúng ta để đây, tính chờ chúng ta lắp ráp thành một đoàn tàu. Giờ sau sẽ lắp toa thứ hai tương tự với toa đầu tiên.
Rồi, như vậy là shop đã hoàn thành xong ghép một chiếc đầu tàu và ba toa tàu. Thì bây giờ nhiệm vụ cuối cùng của shop sẽ là lắp ghép ba toa tàu với một đầu tàu lại với nhau. Để lắp ghép được như này thì các bạn nhỏ sẽ chuẩn bị các khớp nối. Đây, loại này là một hai đầu đều là to, thì ba toa tàu sẽ tương ứng với ba chiếc. Đấy, bây giờ shop sẽ lắp ghép các toa tàu và đầu tàu. Đầu tiên lắp vào đây, và các toa tiếp theo chúng ta sẽ lắp vào thôi, rất là dễ dàng. Đấy, đấy, bây giờ chúng ta lắp ghép được rồi. Tiếp theo rất là dễ dàng. Và toa cuối cùng. Đấy, đấy, thì nếu mà không gian của các bạn là rộng thì có thể mình sẽ lắp ghép nhiều toa tàu. Nếu mà có nhiều phụ kiện thì mình sẽ lắp được nhiều toa tàu dài hơn. Như vậy là cái mô hình đoàn tàu của shop đã hoàn thiện, và cái bộ chơi này thì các bạn nhỏ thì sử dụng để chơi với anh em bạn bè, chở các đồ vật của mình. Đấy. Đây, để shop sẽ quay cận cảnh các chi tiết của đoàn tàu để cho các bạn nhỏ có thể theo dõi lại, lắp ghép cho nó chính xác. Đấy, đây là cái toa tàu, bánh xe đây. Đấy, đây là toa đầu tiên, là giống hai toa tiếp theo. Thì các bạn nhỏ có thể quan sát kỹ để có thể lắp ráp được. Đấy, cũng không có gì là khó cả. Đấy. Rồi, như vậy là shop đã hoàn thành lắp ráp mô hình đoàn tàu. Video của shop thì đến đây xin được tạm dừng. Các bạn nhỏ thấy thú vị hãy nhớ ấn like, share và nhớ ấn đăng ký kênh nếu chưa đăng ký, để tiếp tục ủng hộ để shop lại ra các video mới tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.